Vũ trụ nano có ba mỹ nữ cực hot, người là ngọc nữ, kẻ bị ném đá vì cắm sừng bạn trai. Series Girls From Nowhere 2 đang là một trong bộ phim hot nhất trên nền tảng xem phim trực tuyến Netflix. Bộ phim không chỉ mang đến những câu chuyện đen tối và rùng rợn, mà còn khiến nhiều khán giả phải lưu siêu với dàn diễn viên chất như nước cất. Ngoài hai cô nàng Kitty Chicha Amatazaku, vai Nano và Ning Chania McLaurie, vai Zuzi, nhiều fan còn bị hớp hồn bởi hai nữ diễn viên trẻ khác của phim, chính là Minnie Efan Tirapip Pityakon và Pachika Tanchan Okut. Hai nữ diễn viên cùng sở hữu nhan sắc xinh đẹp đáng ghen tị nhưng lại có đời tư hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi một người được ví như ngọc nữ của màn ảnh Thái, được khán giả săn đón, yêu mến thì người kia lại làm nhiều người ghét cay ghét đắng bởi scandal tình ái. Minnie Efan Tirapip Pityakon, ngọc nữ ngọt ngào, nhí nhảnh từ phim ra tới đời thực. Minnie sinh ngày 4 tháng 1 năm 2000 và là một diễn viên, người mẫu trẻ sáng giá của Thái Lan. Cô nàng sở hữu kho phim ảnh đồ sộ, là nữ chính trong các phim điện ảnh ăn khách như In Như Mang Kiss. Bên cạnh đó, Minnie cũng không phá mảng truyền hình với hàng loạt vai diễn lớn nhỏ và được khán giả nhớ mặt đặt tên. Trong Girl From Nowhere 2, Minnie xuất hiện ở tập 7 mang tên Jenny, đóng vai một cô nàng KOL bị bố mẹ bắt ngày đêm kiếm tiền từ mạng xã hội. Cái kết đau lòng của nhân vật Jen trong phim cũng là lời cảnh tỉnh cho nữ chính Nano. Sau khi series Girl From Nowhere 2 ra mắt, nhiều khán giả cũng vô cùng ngỡ ngàng và bị lôi cuốn bởi nhan sắc của Minnie, từ hình ảnh nữ sinh kẹo ngọt rất ngây thơ, cho đến tạo hình ngổ ngáo nổi loạn, Minnie đều lột tả được vô cùng xuất sắc. Trên trang cá nhân của mình, Minnie thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, đôi khi khá nghịch ngợm và hài hước của bản thân, thu hút rất đông đảo người hâm mộ. Tính riêng Instagram, cô nàng sinh năm 2000 này đã có 1,3 triệu lượt follow, cho thấy cô nàng được yêu quý đến mức nào. Ning Chania, mỹ nữ chuyên trị vai phản diện trong mùa mới. Bộ phim có sự xuất hiện của một nhân vật đối thủ của nạn nổ là Yuri. Đây là tuyến nhân vật phản diện, mỗi cảnh có Yuri đều khiến khán giả tức điên. Nhưng có lẽ việc khiến khán giả ghét nhân vật mình đóng lại chính là thành công của Ning Chania vì đã làm tròn vai. Thủ vai Yuri trong phim là nữ diễn viên người mẫu mang trong mình ba dòng máu Thái Lan, Trung Quốc và Anh. Ning Chania sinh năm 1994. Trước khi đến với Girl From Now 2, cô cũng từng tham gia hai dự án phim có mặt trên Netflix, The Sundance và The Deadline. Cô cũng xuất sắc nhận được nhiều giải thưởng lớn từ những vai diễn trên. Có một câu chuyện thật về Ning Chania khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ cô vì sự can đảm. Trước đó, cô từng đảm nhận vai cô gái mắc căn bệnh ung thư, vai diễn mà cô rất muốn đóng từ khi còn nhỏ. Nhưng như một cách nào đó, số phận của nhân vật này đã ám vào chính cuộc đời cô khi cô phát hiện mình có một khối u não. Không chùn bước trước bạo bệnh, nữ diễn viên đã kiên cường vượt qua. Cuộc phẫu thuật thành công và cô đã phục hồi rất tốt sau đó. Pachika Tanchan Okut, mỹ nữ mang dòng máu lai bị ghét nhất Thái Lan vì scandal tình ái, xuất hiện trong tập 3 mang tên Minnie 4 mạng người dự trên vụ án có thật. Cô nàng Pachika hớp hồn khán giả bởi nhan sắc lai hai dòng máu Anh, Thái của mình. Pachika là một trong những nghệ sĩ trẻ đình đám nhất của xứ sở chùa vàng. Nhan sắc thuộc hàng cực phẩm từng được so sánh với đàn chị quyền lực Ei Arasaya. Bên cạnh đó, khi cười, trông Pachika cũng hao hao siêu mẫu nổi tiếng thế giới Miranda Kerr với lún đồng tiền duyên dáng. Pachika lớn lên trong một gia đình sung túc, chẳng những sở hữu gương mặt xinh đẹp không tì vết, Pachika Tanchan O còn khiến các fan của mình vô cùng tự hào khi xuất sắc tốt nghiệp với tư cách thủ khoa đầu ra của khoa truyền thông, chuyên ngành quản lý truyền thông, trường đại học lâu đời và danh giá nhất Thái Lan Chulalongkorn. Đây cũng được gọi là trường con nhà giàu của Thái Lan. Cô nàng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Như Mối Hận Cơ Duyên, Ngọ Gió Tình Yêu hay Đôi Cánh Thiên Thần và để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Tuy nhiên, dù có gương mặt xinh đẹp nhưng vì mới gia nhập làng giải trí chưa lâu nên tên tuổi của Pachika Tanchan Okut vẫn còn khá xa lạ đối với người hâm mộ xứ chùa vàng. Phải đến khi công khai hẹn hò cùng mỹ nam gia thế khủng của tuổi nổi loạn Pit Pacharachirat, danh tiếng và sự quan tâm của công chúng dành cho Pachika mới trở nên nhiều hơn. Cả hai thường xuyên công khai nhiều hình ảnh ngọt ngào lên trang cá nhân và trở thành cặp gà bông mới dễ thương nhất Thái Lan. Xét về ngoại hình, cả hai đều xứng đôi vừa lứa nên mối tình của họ được đa số các fan của bé đảo ủng hộ nhiệt tình. Cả hai đã có hơn 2 năm bên nhau với bao khoảnh khắc hạnh phúc, tay trong tay đi du lịch nhiều nơi, khiến vô số FA ghen tị. Vậy nhưng, vào đầu tháng 8 năm 2019, cuộc tình đẹp này đã chính thức đổ vỡ khi cả Pachika và Pit lên tiếng thừa nhận họ đã rời xa nhau được một khoảng thời gian. Có lẽ, chuyện đường ai nấy đi này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cư dân mạng không phát hiện ra việc Pachika đi ăn tối và chụp ảnh thân thiết cùng anh chàng doanh nhân giàu có nốt ruồi xét rừng Sitsing Pai Park, em chồng của siêu sao đình đám Thái Lan Trương Pure Real. Lúc đầu, khi đứng trước những lời chất vấn đến từ netizen Thái về mối quan hệ với người mới, Pachika cực lực phủ nhận việc mình chia tay Pit vì có người thứ ba. Cô nàng có tuyên bố chắc nịch rằng không quen biết và thân thiết với nốt.
Tuy vậy, sau khi bị cư dân mạng tung thêm nhiều bằng chứng khác, Pachika mới thừa nhận mình đang tìm hiểu nốt, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã nói ra những lời nói có phần mơ hồ trước đó. Tất nhiên, lời giải thích và xin lỗi này của mỹ nhân Lai 9X chẳng thể làm vừa lòng mọi người và xoa dịu dư luận. Từ một cô nàng được yêu mến, Pachika bị netizen thái, đặc biệt fan của Pete ghét cay, ghét đắng vì vô tình cắm sừng thần tượng.